Xin chào tất cả mọi người. Ở trang 21 của giáo trình Edito AA A1 và ở trang 21 này người ta đề xuất cho chúng ta ba động từ. Ba động từ này cho phép chúng ta có thể hỏi yêu cầu người khác tự giới thiệu mình vài ba câu đơn giản hoặc là mình tự giới thiệu mình. Với ba câu này chúng ta có thể đưa ra ba cái thông tin về cá nhân hoặc yêu cầu người khác đưa ra cái thông tin cá nhân. Động từ thứ nhất là động từ avoir, chúng ta đã học ở trong bài 22. Tức có nghĩa là có, dùng để hỏi tuổi. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Bạn có cái tuổi nào? Tức là bạn bao nhiêu tuổi? Thì người kia cũng dùng động từ avoir để trả lời. J'ai 18 ans. Các anh chị có thể ôn lại cái bài này ở cái phần này trong bài 22 nhé. Và động từ thứ hai có động từ s'appeler. Đây là một động từ phản thân, có nghĩa là tên là. Nói một cách nôm na, nói theo nghĩa đen là được gọi là. Tôi được gọi là. Comment vous vous appelez? Bạn được gọi là gì? Tức là bạn tên gì? Thì người kia cũng dùng cái động từ này để trả lời. Je m'appelle Pierre. Tôi được gọi là Pierre. Tức là tôi tên là. Xin các anh chị nếu có nhu cầu thì coi lại bài 22. Xin lỗi, bài 23. Tôi đã trình bày về cái động từ phản thân này một cách tương đối kỹ càng để cho chúng ta thấy cái động từ phản thân này nó được thành lập như thế nào. Và bây giờ trong bài này chúng ta sẽ học động từ être. Chúng ta có thể đọc nhanh là verbe être, cũng như động từ avoir, verbe avoir. Nhưng mà chúng ta mới học, chúng ta cứ đọc rời ra đi. Verbe avoir, verbe être. Verbe être là một trợ động từ, cũng giống như avoir vậy. Trong tiếng Anh là to be, trợ động từ, tức là verbe auxiliaire. Verbe auxiliaire, một trợ động từ, tức là động từ đứng để mà trợ giúp, tức là để giúp cho một cái động từ chính và để thành lập một thì kép. Tôi cũng đã nói về vấn đề này ở trong bài khi trình bày động từ avoir. Nhưng mà bên cạnh đó, động từ être còn có nghĩa là thì, là, ở. Và chúng ta sẽ coi ngay ở sau đây một số các ví dụ. Nhưng mà trước khi nói về các ví dụ thì chúng ta coi cách chia của động từ être như thế nào. Ở bên tay trái của cái phần chia này là chia ở thể khẳng định, ở temps présent thì hiện tại, khẳng định. Chúng ta cũng sẽ chia như là các động từ khác, có ba ngôi số ít là je, tu, il, ba ngôi số nhiều là nous, vous, il, je, tu, il, nous, vous, il, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tôi xin đọc lại một lần nữa chậm chạp cho những ai mới làm quen cái động từ này lần đầu tiên. Je suis, tu es, il est. Và chúng ta để ý, tôi để cái nối này, cái nối là cái nối bắt buộc, il est. Nous sommes, vous êtes, đây cũng là cái nối bắt buộc, ils sont. Và tới ngôi thứ ba số nhiều, tôi đánh màu đỏ cái chữ S này, để chúng ta cần để ý nhé, phát âm là ils sont, sont, âm sờ, tại vì đây là S, để chúng ta phân biệt với cái trường hợp của verbe avoir. Verbe avoir chúng ta học ở trong bài 22 đó. Được viết gần giống như vậy, khác một chữ S mà nó ra một cái động từ avoir là chúng ta phát âm là ở đây này. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ở chỗ này chúng ta phải lược đi bởi vì hai nguyên âm gặp nhau thì nó lược đi. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ký từ S ở đây phát âm là Z, ils ont. Trong khi ở động từ est là chúng ta vừa mới học thì phát âm là s in song. Tôi xin đọc lại một lần nữa. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Đó là thể khẳng định. Bây giờ chúng ta chuyển từ thể khẳng định sang thể phủ định, tức là không có. Thì chúng ta theo như ở các động từ khác, chúng ta chèn ne giữa chủ ngữ và động từ ne. Và pa đứng sau động từ, ne pa, một yếu tố đứng trước và một yếu tố đứng sau, chúng ta tạm gọi là nó kẹp động từ vào giữa. Ở trong cái trường hợp ngôi thứ hai số ít, chúng ta thấy hai nguyên âm gặp nhau thì chúng ta lược đi một cái. Như vậy chỉ còn là ne và apostrophe, ở đây cũng như vậy, chúng ta lược đi. Bởi vì hai nguyên âm đứng sát nhau, chúng ta lược đi và sẽ để cái dấu gọi là dấu apostrophe vào đó. Như vậy sẽ phát âm như thế này.
Je ne suis pas, ở bên này là je suis, ở bên này là je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Vậy đây là thể phủ định. Và muốn trả lời khẳng định, muốn trả lời phủ định thì chúng ta phải có cái phần hỏi, tức là phần nghi vấn. Thì phần nghi vấn chúng ta cũng làm như các động từ trước chúng ta đã học, là chúng ta đảo ngữ, đưa cái cột động từ ra đằng trước, và tất nhiên là cái cột chủ ngữ sẽ đứng sau. Đây là động từ ra đằng trước này. Ở bên này là je suis, và bây giờ biến thành suis, và chúng ta cũng phát âm chữ je nhẹ nhẹ, thay vì đọc mạnh là je suis thì bên này phát âm là suis. Es-tu, est-il, sommes-nous, êtes-vous, ils sont. Tôi xin lỗi, tôi đọc lại nhé. Suis-je, es-tu, est-il, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils. Như vậy chúng ta thấy các cái vị trí của động từ chạy ra đằng trước đứng, và chủ ngữ đứng ở phía đằng sau, người ta gọi là đảo ngữ. Để nói về ý nghĩa của động từ này thì tôi xin đưa ra vài câu ví dụ cơ bản để chúng ta biết cái khái niệm, rồi khi nào tới cái phần này thì chúng ta sẽ học sau nhé. Thì cái động từ être này nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất, như chúng ta đã nói, nó làm chức năng của nó là trợ động từ. Trợ là giúp, trợ động từ, verb auxiliaire. Nhưng bản thân động từ être có nghĩa của nó là thì, là ở. Thì ví dụ tiếng Pháp thì hơi khó, trong khi tiếng Anh thì không có. Đây là câu phát biểu của một người Pháp nhé. Một người Pháp khi học tiếng Việt thì họ nói tiếng Việt Nam hơi khó, trong khi người Pháp mà học tiếng Anh thì họ nói không khó lắm. Le vietnamien est un peu difficile. Chúng ta vừa nói ở ngôi thứ ba số ít đó. Le vietnamien là tiếng Việt Nam, chúng ta sẽ coi ở ngay phần dưới bên này. L'anglais n'est pas difficile. Tiếng Anh không khó. Như vậy chúng ta thấy đây là động từ être đây này, đây này. Chỗ này là vị trí của động từ être. Đó. Và n'est pas là thể phủ định, ở trên là khẳng định, và chúng ta đi với tính từ. Như vậy chúng ta sẽ thấy là tiếng Việt Nam khó. Le vietnamien est, ở ngôi thứ ba số ít này, un peu là một chút, difficile. Tiếng Pháp thì không khó, n'est pas. Tôi xin lỗi, người Pháp nói là tiếng Anh không khó. L'anglais n'est pas. N'est pas là phủ định. Và tôi trình bày sơ qua về ý nghĩa là thì đó. Ý nghĩa là thì phải đi với danh từ. Il est professeur. Il n'est pas docteur. Ông ấy là thầy giáo. Ông ấy không phải là bác sĩ. Vậy chúng ta sẽ thấy là il est, ông ta là thầy khẳng định. Il n'est pas, thầy phủ định. Ông ta là thầy giáo. Ông ta không phải là bác sĩ. Và với ý nghĩa là ở thì chúng ta phải đi theo giới từ. Où est la tour Eiffel? La tour Eiffel là tháp Eiffel. Và chúng ta thấy đảo ngữ này, bởi vì có cái từ nghi vấn où. Où là ở đâu, trong tiếng Anh là where. Ở đâu thì phía sau phải đảo ngữ, động từ đi trước này. Rồi tới chủ ngữ. Où est la tour Eiffel? Tháp Eiffel ở đâu? Thì khi trả lời chúng ta phải nói một cái giới từ. Giới từ ở đây là à, là ở tại thành phố Paris, elle est à Paris. Như vậy trong bài này chúng ta học động từ être với ý nghĩa đầu tiên là nói về quốc tịch, bạn là người gì. Và muốn nói về quốc tịch thì xin mọi người theo dõi cái phần sau đây. Tôi đã trình bày một cái bài tương đối rõ ràng để cho các bạn hiểu adjective de nationalité là gì, tính từ chỉ quốc tịch. Và cái phần này được trình bày ở trang 21. Xin mời mọi người mở trang 21. Trang 21 họ chỉ nói sơ qua vài ba cái quốc tịch. Ở đây tôi xin trình bày tương đối kỹ hơn. Chúng ta muốn nói về quốc tịch thì trước hết chúng ta phải biết một cái khái niệm như thế này. Tất cả tên của các quốc gia trên thế giới đều phải mang một cái giống, hoặc là giống cái, hoặc là giống đực. Tất cả đều phải mang giống, hoặc là giống cái, hoặc là giống đực. Trừ ra một số ít các cái quốc đảo hoặc là trường hợp đặc biệt đó. Còn ngoài ra phải có mạo từ la để nói lên giống cái, hoặc là mạo từ lơ để nói lên giống đực. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta thấy ở trên quốc gia hiện, trên thế giới hiện nay có hơn 200 quốc gia, thì làm sao chúng ta có thể học những tên quốc gia nào là giống cái, rồi ngược lại tên quốc gia nào là giống đực. Thì có một nguyên tắc
nguyên tắc căn bản rất là dễ giúp cho chúng ta biết cái gọi là giống của tên quốc gia đó. Nguyên tắc căn bản đó là tất cả những cái tên quốc gia nào tận cùng bằng ký tự ơ như thế này này: La France, La Corée, La Chine, L'Italie, vân 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 vân. Những tên của các quốc gia này tận cùng bằng ký tự ơ thì đều là la hết, đều là giống cái hết. Đó là quy tắc căn bản. Nhưng mà nó có 6 trường hợp đặc biệt, 6 trường hợp gọi, người ta gọi là luật trừ, ngoại trừ 6 quốc gia. Ở đây tôi đã ghi ra tên của 6 quốc gia này, nhưng mà chúng ta chỉ nên nhớ 3 quốc gia đầu tiên bởi vì rất hay gặp ở trên báo chí, ở trong sách vở. Còn 3 quốc gia kia thì tương đối ít hơn, cũng không có gặp mấy. Quốc gia thứ nhất là Le Mexique, các anh chị thấy là tận cùng bằng ký tự ơ này, nhưng mà nó không là la, giống như là các trường hợp trên, ở trường hợp trên đều là la hết. Le Mexique bởi vì nó là luật trừ. Le Cambodge là nước Campuchia, nước láng giềng của chúng ta, cũng tận cùng bằng ký tự ơ như là giống đực lơ. Và một nước thứ ba nữa là Le Mozambique, một nước ở vùng Đông Phi, là cũng tận cùng bằng ký tự ơ nhưng nó là giống đực lơ. Và ba nước kia là Le Zimbabwe, Le Belize, Belize ở ở miền Nam Mỹ, Le Suriname cũng ở miền Nam Mỹ, Zimbabwe là châu Phi. Ba quốc gia này ít dùng hơn, ít khi học, và tôi cũng đưa ra để các anh chị làm tài liệu. Và chúng ta đặc biệt phải nhớ ba quốc gia này rất hay gặp: Le Mexique chứ không phải là La, Le Cambodge chứ không phải là La, Le Mozambique cũng như vậy, là lơ mặc dù tận cùng bằng ký tự ơ. Nhưng bây giờ chúng ta đi qua cái trường hợp thứ hai. Như vậy còn lại là tên các quốc gia nào mà không tận cùng bằng ký tự ơ thì đều là giống đực hết, đều là mang Arctic là lơ, lơ Việt Nam tận cùng bằng ký tự M, mà lơ Japon tận cùng bằng ký tự N là nước Nhật, lơ Portugal là nước Bồ Đào Nha, lơ Đan Mạch nước Đan Mạch, lơ Canada tận cùng bằng các ký tự không phải là ơ thì đều là giống được hết. Đó là quy tắc căn bản đầu tiên. Và chúng ta coi cái phần thứ hai để biết quốc tịch là gì. Thì tên của mỗi quốc gia thì đều có một adjective đi theo, tính từ, và tính từ này dùng trong nhiều trường hợp, có thể nói về một cái tính chất của quốc gia này, chẳng hạn như là tôi thích rượu vang của Pháp, le vin français. Chúng ta thấy le vin là tên, là danh từ đó, rượu, thì ghép với tính từ này thì chúng ta ra rượu Pháp. Tôi thích nhạc Pháp, la musique française. Như vậy tính từ luôn luôn phải có giống đực và giống cái. À, tôi ghi xuống dưới này nhé, chẳng hạn như tôi thích rượu vang, j'aime le vin. Tôi thích rượu, nhưng mà rượu của ai? Của Pháp, thì tôi để cái danh từ của Pháp vào français. Tôi thích nhạc Pháp, j'aime la musique française. Để chúng ta thấy ở đây là có hai tính từ, và tính từ đầu tiên đó, thì người ta dùng français bởi vì đi với một cái danh từ giống đực là le vin. Rồi ở tính từ ở dưới thì chúng ta để là giống cái là bởi vì nó đi theo một danh từ giống cái masculine là la musique. Như vậy chúng ta thấy tính từ luôn luôn có giống đực và giống cái, thì cái tính từ mà người ta gọi là quốc tịch đó, là đi theo cái quốc gia đó thì cũng là tính từ, cũng phải có giống đực và giống cái: j'aime le vin français, j'aime la musique française. Tôi thích rượu vang của Pháp, tôi thích nhạc Pháp. Đó là chúng ta lấy từ tính từ, chúng ta lấy từ cái chỗ gọi là, chúng ta gọi là cái cột thứ hai đó, là nói về tính từ. Rồi tôi nói thêm một chút, từ cái chữ tính từ này, français này, chúng ta đưa qua bên này, chúng ta lấy tính từ giống đực, le français là tiếng Pháp. Và cũng từ cái chữ này để chúng ta đưa qua ở bên, bên sau cùng để chúng ta chỉ cư dân, tức là người Pháp. Nếu là một người đàn ông Pháp, I'm français, chúng ta lấy tính từ masculine. Nếu là một phụ nữ Pháp thì chúng ta lấy tính từ feminine, une française. Như vậy các anh chị thấy các cái chữ này này, ngôn ngữ này, cư dân đều xuất phát từ cái chữ này, français. Có chữ này thì sẽ có cái chữ này, chúng ta thấy luôn luôn giống như vậy. Rồi tôi để chân này làm tài liệu nhé, chúng ta không có giờ để chúng ta nói hết tất cả này. Tôi nói lại, tên của nước Pháp, La France, thì tính từ của nó là Français, Française. Và từ tính từ này chúng ta có Le Français,
là tiếng Pháp, và chúng ta thấy tiếng Pháp thì luôn luôn là giống đực, tất cả đều là giống đực hết, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Hoa, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Thụy Điển vân vân đều là lơ hết. Rồi từ cái tính từ này chúng ta có thể đặt cho tên của cư dân một người đàn ông Pháp, un français, viết hoa lên. Một người phụ nữ thì chúng ta lấy tính từ féminin, une française, viết hoa lên. Và các cái ngôn ngữ, xin lỗi, các quốc gia khác cũng vậy, các quốc gia giống đực cũng vậy. Quốc gia đầu tiên ở giống đực là Le Việt Nam thì có adjective là Vietnamien, feminine là Vietnamien. Với tính từ này chúng ta có cái hàng kế bên là Le Vietnamien là tiếng Việt. Một người đàn ông Việt Nam, un Vietnamien. Một người phụ nữ Việt Nam, une Vietnamien. Hai chữ này là chúng ta thấy từ lấy từ hình thức này, tính từ giống đực thì ra người đàn ông, tính từ giống gái thì ra người phụ nữ, và ngôn ngữ thì luôn luôn là lơ. Như vậy, vấn đề của chúng ta là phải học cái tính từ này. Khi học tên của một quốc gia thì chúng ta phải học luôn cái tính từ này, bởi vì không phải là bao giờ nó cũng đơn giản thế này. Chẳng hạn như là số 4 nhé, Le Danemark, nước Đan Mạch, thì tính từ là Danois, và từ tính từ này chúng ta sẽ có các cái cột phía sau giống như hệt như vậy. Và tôi sẽ dành riêng một phần phụ lục để nói về về cái phần này. Chứ bây giờ chúng ta trong bài 20, ở trang 221 đó, người ta nói về hỏi quốc tịch thì chúng ta có hai câu. Câu hỏi về quốc tịch, vous êtes de quelle nationalité? Quelle là tính từ nghi vấn để hỏi về cái chữ này, người ta không biết cái quốc tịch. Nationalité là quốc tịch, bạn có quốc tịch gì? Hoặc là de quelle nationalité êtes-vous, bạn quốc tịch gì? Hai câu này giống nhau. Câu này người ta nói xuôi, tức là nó có tính chất tương đối bình dân hơn, thân mật hơn. Khi đảo ngữ này thì có tính chất formal, có tính chất trang trọng hơn. Tôi xin đọc lại. Vous êtes de quelle nationalité, bạn quốc tịch gì? De quelle nationalité êtes-vous? Hai câu này giống hệt nhau, chỉ có đảo chỗ thôi. Khi chúng ta nghe người ta hỏi câu này thì mình không lấy cái chữ này mình trả lời. Tôi xin lặp lại nhé, người ta muốn biết cái chữ này này, người ta muốn biết cái quốc tịch của mình này, thì mình không lấy cái này mình trả lời, mà mình nói thẳng luôn, je suis français, tôi là người Pháp. Nếu là phái nam á, je suis français. Nếu là phái nữ thì chúng ta lấy tính từ feminine, chúng ta trả lời je suis française. Và nếu người ta hỏi chúng ta là người Việt Nam này, vous êtes de quelle nationalité, bạn quốc tịch gì? Hoặc là de quelle nationalité êtes-vous, thì chúng ta trả lời là je suis vietnamien, nếu là phái nam, je suis vietnamienne, nếu là phái nữ. Và chúng ta cũng sẽ thấy một cách hỏi khác, vous êtes vietnamien, lên giọng. Như vậy đây là một câu khẳng định, mà khi lên giọng thì nó trở thành câu hỏi. Và cái cách hỏi này, cách hỏi informel, là thân mật, bình dân. Nếu bạn có phải là người Việt Nam không? Oui, je suis vietnamien. Nếu không phải là non, je ne suis pas vietnamien, je suis japonais. Vậy chúng ta ôn lại cái hình thức phủ định một chút. Lúc nãy chúng ta đã coi ở bên trên đó, hình thức phủ định của động từ être là, ở bên này là chúng ta sẽ thấy này, khẳng định là je suis, je suis, phủ định là je ne suis pas, je suis, je ne suis pas. Vậy chúng ta coi lại cái câu câu áp dụng. Bạn có phải là người Việt Nam không? Vous êtes vietnamien. Cách hỏi thân mật, người ta hỏi, người ta lên giọng thành ra thành câu hỏi. Câu khẳng định lên giọng thành ra câu hỏi. Vous êtes vietnamien. Nếu phải, oui, je suis vietnamien. Nếu không phải thì chúng ta non, je ne suis pas vietnamien, je suis japonais. Tôi vừa mới cho quay lại để các anh chị coi. Tôi là je suis. Tôi không phải là je ne suis pas. Tôi là je suis này. Tôi không phải là này, je ne suis pas. Xin chào tất cả mọi người.